ơi xuống đi ạ. Đi ông ơi. Bỏ đây ông ơi. Ông ơi, vành ba cho con đổ vào ạ. Ông cầm đổ cho con xong đi về thôi. Đi về thôi ông ơi. Ông cầm cái này cho con nhé. Vâng vâng, chị lấy đi. Thế cho chị mượn một tí nhé. Lấy cái này ạ. Vâng, chị lấy đi. Em có túi bóng đó, cho bán cho chị một tí. Lấy nhiều. Lấy cho bán cho chị 5.000.
Thế tiền ạ em? Thôi cái này em cho chị đấy. Thế em cho. Em lấy tiền đâu? Vâng. Thế chị xin nhá. Vâng, chị cảm ơn nhá, chị mượn cân một tí. Vâng. Lấy mấy cân? Lấy cho cháu 2 cân ạ. Bán như nào đây cô? 1 cân ạ. Ớt ngọt phải không? Ừ, ớt ngọt cháu. 1 cân cháu ạ. Như cháu 5 cân. Được, được, được rồi. Ừ. Ê, bao nhiêu tiền ạ? Cân rưỡi 15.000. Đây, 6 củi ạ. Con xin nhé. Đây, cháu bằng này. Chào cô ạ. Ừ. Cô cảm ơn cháu nha. Dạ vâng. Cháu lấy bao nhiêu cân? Cho cháu 5 cân luôn đi. Vẫn còn thiếu cháu ạ. Cháu bốc vào đây cho đầy. Tiền thừa của cháu này cháu ơi. Cô cảm ơn nhá. Giúp em đấy ạ. 1 cân nha. Dạ vâng. Ồ, chưa đủ nhỉ. Vâng, chưa 1 cân. Em nhiều thế. Ok rồi nhỉ. Dạ vâng. Đây, thử tiền đây. Dạ vâng. Em cảm ơn chị nhá. Chị ơi, 10.000 một cân. 10.000 một cân á? Đây là ớt gì nè? Ớt này là ớt gì? Ớt ngọt là ớt này mình trồng hay là ớt ở đâu? À, đi cắt về bán thôi ạ. Chắc được khoảng hơn 2 cân đấy. Em lấy hết không ạ? Ờ, em lấy hết cho em kìa. Vâng. Thế ớt à? Và lấy hết cho em rồi. Hơn 2 cân rồi. Ui, được cũng bé rồi. Ông ơi, ông bốc ớt vào túi cho con mấy ạ? À? Bóc vào chị em. Hơn 2 cân. Ớt để tay em. Ớt ngọt ạ, về xào thịt khác các kiểu được ạ. Mà xào đặc biệt xào món gì được? Thịt xào gì? Thịt bò chẳng hạn. Bò trong hoa mà. Ôi, gần 3 cân đấy. Cái tiền bao kiếm một cân 30.000 ăn cái này có vòng 2 tháng mới hết. 2 túi luôn hả? Ừ, đấy là cả 2 túi đấy, 2 túi mới hết. Đấy, trả tiền đi. Thôi không còn tiền rồi. Mẹ không cầm gì hết. Đây là 30.000 mà không có lọc cho bé rồi. Không có đồng lẻ. Không có đồng lẻ là cho bé rồi. Nè, con này. Úi dồi ôi, ôi dồi ôi, không có lọc cho bé rồi. Con cảm ơn nữa nào. Cảm ơn xem nào. Con chưa biết nói đâu. Xinh thế nhỉ, con sao nó trắng thế nhỉ. Cảm ơn nha. Bye bye nha, con chào ông. Cái tàu của
dài thôi. Ô. Rồi đây đi. Chị về ông về nhé. Ừ, chị cảm ơn nhé. Chị ơi, rửa cho sạch vào nha. Ừ. Chị ăn cái tay tôi, chưa tay thôi. Chị cầm cho cẩn thận xem nào. Lấy lối, cái... chị lối. Lối gì? Không, chị lấy cái chậu mà đừng đi chứ. Có mỗi cái bát rồi cũng làm rồi. Làm chả làm được cái gì hết. Chị đến nồi là lấy về nhà đi. Lấy chậu lấy về nhà mất đi. Chị không biết dùng cái bát rồi dùng bóc tay ạ. Rồi đất đại. À, làm được cái gì? Không biết cái bát cũng làm rồi. Nhắn cho nhận vào, tí đứt tay là khổ thêm. Người gì làm việc trả được cái gì. Xong chưa chị? Trời ơi. Lấy nốt hai cái kia đây, xong lấy đi ra kia đây. Chị biết rồi. Ăn đi, luôn. Ê, đi cho rảnh
đi luôn. Đi cho khỏi vướng mắc. Đi. Đi. Rồi nhà dồn chú ơi. Nào không. Chị về đây lâu chưa? Một tí rồi. Thế? Chị về đây có việc gì không? Ừ. Đứng lên em mở cửa xong rồi vào nhà ngồi ạ. Chị vào nhà đi ạ. Ừ. Chị lại về đây à? Bỏ nhà đi rồi. Chị bỏ nhà đi á cơ? Nhớ. Thế làm sao chị lại bỏ nhà đi? Bây giờ. Vâng. À, về đến nhà rồi. Chị đến đây lâu chưa? Lâu rồi. Thế em đi hái quả đi bán. Bỏ nhà đi. Rồi đó. Thế anh chị đi anh chị không biết ạ? Không. Em đưa chị về nhà nhé. Chị đi đâu? Nhà rồi. Chị muốn về đâu? Nhà đâu? Chị không muốn về nhà đấy ạ? Không. Thế bây giờ chị không làm như thế được đâu. Bây giờ chị đi, chị không bảo với anh chị ấy. Chốc nữa anh chị lại bảo em dụ dỗ chị ra đây. Anh chị lại đến đây mắng em ấy. Thế tí em đưa chị về nhé. Vâng. Để em... Điều cháu đã xong em đưa chị về. Nghe mẹ thêm mẹ thêm. Chị xong em đưa chị về. Ông ơi ở nhà nhá. Con đưa bác về nhà. Đi con về nhá. Cô lên làm gì ấy? Ra đây em nói chuyện một tí ạ. Có chuyện gì không? Đi bán hàng về thì em có thấy chị ngồi ở trước cửa nhà em. Chị bảo bỏ nhà đi không nên là em cũng không biết là lý do làm sao ạ. Cha muốn nói người làm việc có mấy cái việc rửa mấy cái bát nó cũng làm rơi vỡ. Nhà dọn cũng không biết đường mà dọn. Một ngày làm có hai cái việc thôi, làm chả biết làm, ăn thì giỏi. Thôi thì chị ấy nói chung là chị ấy cũng bị bệnh như vậy, chị giúp được cái việc gì thì hai việc đấy thôi. Bây giờ là trước hết là phải quan trọng nhất là do vợ chồng các chị thôi. Bây giờ thôi thôi cô dừng, không phải giải thích. Bảo không giải thích nữa. Rồi ơi, cả
một ngày làm quá mà hai người đây bát suốt ngày làm rơi vỡ thì lấy tiền đâu mà mua bát về để ăn đây hay bây thật giờ, vậy cái bát đấy thì cũng có một hai người ăn thôi thì chị cũng ăn xong chị cũng có thể rửa giúp cho chị ấy được. Ôi rồi tôi phải... việc khác chứ có phải mỗi cái việc rửa bát với lại quét nhà đâu, mỗi người một việc. Tôi bây giờ cũng có hai việc đấy chị ấy không làm được, còn việc khác ai làm? Nói bây nói giờ việc gì chị cũng bắt chị ấy làm. Cái gì cái gì cái gì hả? Cô nói thế mà nghe được à? Tôi chỉ bảo chị ấy rửa mỗi mấy cái bát với lại quét cái nhà thì làm cái gì? Cô nhìn thấy đâu mà cô nói thế? Bây giờ mà chị cảm thấy không cho chị ấy ở được thì để cho em dẫn chị ấy về nuôi cũng được. Chửi lúc nào em chửi lúc nào? Em bảo lúc nào chửi lúc nào? Đấy chị em nói lúc nào chửi lúc nào? Em bảo chị là rửa bát xong phải bê cho cẩn thận vào. Tao rửa mà có mấy cái bát lúc nào làm rơi là thế nào? Thích dùng tay bóc à? Thế đâu phải mua? Chị ấy cũng bảo đấy, lúc nào chị cũng chửi chị đấy. Chửi cái gì? Chửi đâu? Nó đáng vất vả mình nuôi thêm một miếng ăn rồi còn làm rơi đồ các kiểu tiền đâu mà mua. Chửi đâu mà chửi? Chửi lúc nào? Bảo chị thế thôi, chửi lúc nào? Nói hôm nay chị em không cãi nhau nữa đấy, chị đây cũng bảo đấy lúc nào chị cũng có thể nghe chị cái gì ấy. Không phải nghe chị được à? Không ai việc đấy chửi nào? Bây giờ đồ rơi vỡ này ai mà chịu được? Nói thế chứ tiền thừa à? Bây giờ mà chị cảm thấy chị ở đây với anh chị không được thì chị cho chị ấy cho em đón chị ấy ra ở với em cũng được. Thôi chị im đi, chị muốn đi đâu đi luôn cho khỏi mắt, đi luôn mà ngay. Đúng rồi. Bây giờ mà thôi, anh chị cảm không thấy nói, con dẫn không luôn nuôi đi. Được chị ấy thì em dẫn chị giờ ấy đi ở với em. Anh về có nói gì nói chị cũng không cần nữa, đi luôn. Chị thích đi gì em cho đi luôn đi. Lấy luôn quần áo đi luôn. Thế chị đi ở với em nhá chị nhá. Đi luôn. Chị ở đây em thấy chị vất vả, em thương chị á. Chị đi ở với em nhá. Được. Đi luôn. Đi ra khỏi đây. Đi. Chị đừng có mà quá đáng như thế. Ít ra chị cũng đưa quần áo cho tử tế, sao chị lại đi vứt vào mặt chị ấy như thế này? Đi nói nhiều. Đi ra khỏi nhà. Chị quá đáng vừa thôi. Đi nói nhiều. Chị ăn vừa rồi đi không chị. Không phải liếc mắt nhìn thế đâu. Đi. Từ bây giờ rồi đi, không bao giờ chị em tôi trở lại ngôi nhà này nữa. Chả cần đi luôn chứ nhờ cái. Đi luôn. Chị cầm quần áo cho em để em quay xe. Đi chị ơi.